Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. 55 ngày tạm nghỉ, trải qua hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, rất nhiều câu chuyện đã xảy ra xung quanh với bóng đá Việt Nam. Tất cả đã khiến cho chúng ta phải nóng lòng chờ đợi trái bóng của Nai World V-League 1 2023-2024 lăn trở lại. Và ngày hôm nay, giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam cuối cùng sẽ lại tiếp tục vòng quay của mình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với sân vận động hàng đấy trong những diễn biến mới nhất vòng đấu thứ 9 của Nai World V-League 1 2023-2024. Rất nhanh thì chúng ta cũng sẽ đến với đội hình ra sân của câu lạc bộ Thể Công Viettel trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành của họ đó sẽ là thủ thành Văn Phong với bộ tứ vệ là Mạnh Cường, Thanh Bình, Tiến Dũng và Ngọc Sơn, người sẽ đá ở vị trí của một hậu vệ cánh trái. Ở hàng tiền vệ thì Zaha đã trở lại hỗ trợ cho Hoàng Đức và Khuất Văn Khang. Trên hàng công thì huấn luyện viên Đức Thắng đã đặt niềm tin vào Trương Tiến Anh cũng như là Nhâm Mạnh Dũng để hỗ trợ cho mũi nhọn Bruno, người đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Mai Xuân Hùng, cùng với đó là các trợ lý Nguyễn Trung Hậu và Nguyễn Trung Việt. Trọng tài thứ tư là ông Lê Đức Thuận, và trọng tài sẽ điều hành và giám sát trận đấu đó là ông Nguyễn Lê Huy. Còn sau đây là đội hình ra quân bên phía đội khách Khánh Hòa. Đứng trong thành là thủ môn số 93 Võ Ngọc Cường, số 3 Đoàn Công Thành, số 4 Sisay Ali, số 7 Thành Nhân, số 8 Lê Duy Thanh đang bằng đội trưởng, số 20 Văn Tùng, số 22 Lê Hà Giáp, số 28 Văn Hiệp, số 35 Duy Dương, số 37 Minh Lợi và số 52 Nhật Tân. Và như vậy là trận đấu giữa Thể Công Viettel và Khánh Hòa đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên phải màn hình quý vị và các bạn. Tiến Anh khá tốt, dứt điểm, cú ra chân nhanh của cầu thủ áo đỏ. Thanh Bình là người đã cố gắng tận dụng cơ hội. Liaza, tốc độ của Liaza, vẫn là Liaza đang cố gắng cầm bóng, mở bóng sang phía hành lang cánh trái, cơ hội cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Liaza dứt điểm, không được, bóng vẫn còn trong cuộc. Rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Khánh Hòa, một pha lên bóng mà Liaza là người đã khởi nguồn từ khu vực giữa sân, nhưng anh đã không thể có được một cú dứt điểm với đầy đủ cảm giác. Đây là tình huống tạt bóng rất tốt của Văn Tùng, nhưng pha băng vào đệm lòng không thành công của Liaza. Như tôi đã nói, khi mà Thể Công Viettel tổ chức tấn công, dâng cao đội hình thì họ cần phải dè chừng những tình huống phản công. Tiếp tục là một quả tạt của Trương Tiến Anh, đánh đầu. Trong những pha bóng trước đó, nếu như Ngọc Sơn quyết đoán hơn, tung pha ra đứt điểm thì có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, nhưng anh lại không chế và không thành công. Những sự đột biến của câu lạc bộ Thể Công Viettel đang được tạo ra khá nhiều từ vị trí của Trương Tiến Anh. Khuất Văn Khang qua người tốt, bây giờ vẫn là Khuất Văn Khang ở sát về đáy biên, làm gì đưa vào, không thể dứt điểm. Cầu thủ áo xanh đã kịp thời có một động thái phòng ngự khiến cho Bruno không thể dứt điểm, và sau đó là sự dũng cảm của Ngọc Cường. Vẫn là cánh trái theo hướng tấn công của câu lạc bộ Thể Công Viettel, không phải là Trương Tiến Anh mà lần này là Khuất Văn Khang. Mọi thứ được định hình một cách rõ ràng khi mà Khuất Văn Khang đá tiền vệ trung tâm lệch trái và chính là người đã băng lên. Khuất Văn Khang đã có pha đột phá rất tốt. Điểm mạnh của Khuất Văn Khang đó là những tình huống đột phá và sau đó là pha chuyền bóng vào phía trong. Và tranh chấp tốt của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền dành cho Hoàng Đức khá tốt, và tỉa bóng rất hay của Hoàng Đức. Trương Tiến Anh chắc chắn là kịp rồi, cần một quả tạt chính xác, bóng trả về tuyến hai, dứt điểm, không ô. Bùi Tiến Dũng bắt đầu, Hoàng Đức là người đã tỉa bóng sắc lẹm xuống phía dưới dành cho Trương Tiến Anh, nhưng chính anh là người dứt điểm cuối cùng và vẫn chưa thể mang lại nụ cười cho huấn luyện viên Đức Thắng. Trương Tiến Anh đã rất cố gắng băng xuống trả bóng về tuyến hai rất phù hợp với đà băng vào của Hoàng Đức, nhưng mọi thứ khép lại với một cú đá thiếu chính xác của số 28. Rất đáng tiếc cho Thể Công Viettel. Hoàng Đức khá nguy hiểm, thủ thành bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa đã đâm bóng ra, bóng đã đập vào hàng rào và có phần bị đổi hướng, nhưng Ngọc Cường vẫn kịp thời phản xạ để mang lại sự an toàn.
động được trèo vào. Đánh đầu, nguy hiểm. Lý Hà Gia lại thắng trong tình huống tranh chấp trên không với Thanh Bình. Rất đáng tiếc cho Khánh Hòa. Lý Hà Gia đá ngay ở góc gần. Hai nhịp, mất hai nhịp thì Văn Phòng mới có thể làm chủ được tình hình. Thi đấu không quá nổi bật nhưng Lý Hà Gia mỗi khi có cơ hội là ngay lập tức chúng ta có thể thấy anh tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Văn Phòng bên phía đội chủ nhà như thế nào. Esham đi bóng tốt, vẫn là Mohamed Esham. Cơ hội dành cho Bruno. Bruno không vào. Rất đáng tiếc cho huấn luyện viên Đương Thắng, cho thể công Viettel. Lần hiếm hoi trong hiệp thi đấu thứ hai này, họ đã có thể tiếp cận gần với khung thành của Ngọc Cường. Đáng khen nhất chính là tình huống phối hợp và đột phá của Esam. Bruno được trao cơ hội nhưng anh lại đá ra ngoài. Đã có sự can thiệp, đã có sự can thiệp của Minh Lợi khiến cho cú đá của Bruno đi không thể chính xác được. Cầu thủ áo xanh là người đánh đầu phá bóng, Hoàng Đức. Thanh Bình. Không cầu thủ áo đỏ nào có thể ra trận. Nhưng bây giờ là Bùi Tiến Dũng. Vẫn rất cố gắng ở phía hành lang cánh phải. Esam xoay người dứt điểm. Một tình huống mà Bùi Tiến Dũng và Mohamed Esam đều đã nỗ lực tối đa để mang lại cơ hội. Mohamed Esam đã chiếm lĩnh vị trí tốt trước Xe Xây. Cú đá của anh đã đập vào chân của Xe Xây và đi ra ngoài. Hoàng Đức là người thực hiện quả đá phạt góc. Đánh đầu. Không có phạt góc tiếp theo. Người chạm bóng cuối cùng bên phía câu lạc bộ thể công Viettel đó là đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Xuân Hùng. Thế công Viettel và Khánh Hòa đã hòa nhau với tỷ số không đều. Như vậy là câu lạc bộ làm khách ở trận đấu ngày hôm nay, câu lạc bộ Khánh Hòa đã có thêm một điểm rất quan trọng. Còn với câu lạc bộ Thế công Viettel, đây là một kết quả mà thực sự khiến cho họ không thể hài lòng được. Hoàng Đức và các đồng đội sẽ còn rất nhiều việc phải làm ở quãng đường phía trước, đặc biệt trong tháng 2 này, trước khi họ hướng tới tháng 3 với một quãng nghỉ tiếp theo. Huấn luyện viên Đức Thắng đã có một ngày đầu cùng với thể công Viettel, cùng sự trở lại này với một kết quả chưa thực sự mỹ mãn. Và ông cũng giống như các học trò của mình sẽ phải rất nỗ lực trong hành trình sắp tới. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.